Bệnh động kinh là gì? Bệnh động kinh, epilepsy, là một dạng rối loạn của hệ thần kinh trung ương do sự xáo trộn có tính chất tái phát, lặp đi lặp lại của một số neuron ở trong não, gây ra hoạt động phóng điện bất thường, kích phát bằng những rối loạn của hệ thần kinh trung ương như là co cứng, co giật, mất ý thức trong một thời gian ngắn, có thể gây nên thay đổi về hành vi. Nguyên nhân của bệnh động kinh, khoảng 60% trường hợp động kinh thì không xác định được nguyên nhân, mặc dù chúng ta cho làm các xét nghiệm cận lâm sàng như là xét nghiệm tổng quát, CT, MRI, vân vân. Trường hợp không xác định được nguyên nhân thì người ta gọi là động kinh vô căn, tức là không có nguyên nhân. Theo thống kê thì có khoảng 10-20% bệnh nhân bị động kinh thì có tiền sử gia đình là bố mẹ, anh chị em ruột bị động kinh. Có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh động kinh. Thứ nhất là tổn thương ở thai nhi. Khi can thiệp kéo thai nhi bằng forceps, ngạt sơ sinh do thiếu oxy, bị nhiễm trùng chu sinh, mẹ và con bị suy dinh dưỡng, ăn uống thiếu điều độ, tụt huyết áp. Nguyên nhân thứ hai là do nhiễm trùng của thần kinh, như là một cái viêm não, viêm màng não, nhiễm trùng hệ thần kinh do vi trùng hoặc là virus. Nguyên nhân kế là những bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Nguyên nhân nữa như là lạm dụng những cái chất gây nghiện, nghiện rượu, bia, chất kích thích và những thuốc an thần gây nghiện. Một số bệnh tật khác cũng có thể gây nên động kinh như là tai biến mạch máu não, dị dạng mạch máu não, u não lành tính hay là u não ác tính, rồi những cái di căn não, rồi nhiễm ký sinh trùng ở não. Phân loại bệnh động kinh và cách nhận biết như thế nào? Chúng ta biết rằng động kinh là hệ quả của hệ thần kinh bị rối loạn hoặc là bị hoạt động quá mức. Các triệu chứng thường có nhiều biểu hiện khác nhau, nên bệnh động kinh được chia làm hai loại chính, đó là động kinh cục bộ và động kinh toàn thể. Nói về động kinh cục bộ hay là còn gọi là động kinh khu trú, động kinh chỉ xảy ra ở một vùng nào đó của hệ thần kinh trung ương nơi bị tổn thương, như là thùy trán, thùy thái dương, thùy đỉnh, thùy chẩm hoặc là tiểu não. Động kinh cục bộ thì được phân ra làm hai, là động kinh cục bộ và động kinh cục bộ phức tạp. Động kinh cục bộ đơn giản thì không có mất ý thức, còn động kinh cục bộ phức tạp thì có rối loạn về ý thức. Động kinh cục bộ đơn giản, đầu tiên xuất hiện những cảm giác bất thường như sợ sệt, lo lắng, chóng mặt, buồn nôn, những bất thường về khứ giác, về thị giác, vân vân. Sau đó thì xuất hiện động kinh cục bộ ở một vùng nào đó tương ứng với vùng tổn thương ở trên não. Động kinh cục bộ đơn giản không mất ý thức. Thứ hai là động kinh cục bộ phức tạp. Bệnh nhân có những biểu hiện như sôi đầu, sò tai, đi qua đi lại nhiều lần, lú lẫn, vân vân. Sau khi cơn động kinh cục bộ phức tạp kết thúc thì bệnh nhân không nhớ lại những hành động của mình đã xảy ra. Đó là động kinh cục bộ, tức là động kinh khu trú. Thứ hai là động kinh toàn thể, hay còn gọi là động kinh cơn lớn. Động kinh toàn thể xảy ra khi toàn bộ não bị ảnh hưởng bởi sự phóng điện bất thường ở trên não, gây nên tình trạng mất ý thức. Động kinh toàn thể cũng chia ra làm hai loại, là cơn vắng ý thức và cơn co cứng, co giật toàn thể. Cơn vắng ý thức, bệnh nhân bị mất ý thức khoảng 5 đến 15 giây. Bệnh nhân mất trợn lên hoặc là nhìn chằm chằm vào một cái vật cố định. Sau đó, giật cơ có tính chất đối xứng ở đầu, ở mặt, ở tay chân, toàn thân với những cái cường độ khác nhau. Có một số bệnh nhân thì đang đứng hoặc là đang đi thì đột ngột mất dương lực và té ngã, nhưng sau đó thì phục hồi lại nhanh chóng.
Loại này thường xảy ra ở trẻ em đến tuổi thiếu niên thì mất hẳn và đặc biệt là không xuất hiện ở người lớn tuổi. Sau cơn vắng ý thức thì bệnh nhân không nhớ được những gì vừa xảy ra, nhưng mà không bị rối loạn về ý thức như là lú lẫn hoặc là mê. Thứ hai của cái cơn động kinh toàn thể hay gọi là động kinh cơn lớn là cơn co cứng, co giật toàn thể. Cơn này thường hay gặp nhất. Cơn xảy ra bệnh nhân có xu hướng phát ra tiếng kêu ớ một cái, rồi ngã xuống sàn, xuống đường, hai bàn tay nắm chặt, chân duỗi cứng hoặc là co cứng, thân thì ưỡn cứng. Bệnh nhân bị co thắt thanh quản, chức năng hô hấp bị ngừng đột ngột, da niêm chuyển qua tím tái do thiếu oxy. Đây là giai đoạn co cứng kéo dài khoảng 20 đến 30 giây. Sau giai đoạn co cứng thì chuyển sang giai đoạn co giật kéo dài khoảng 30 đến 60 giây. Tay chân lưng lên cơn co giật với cái mức độ tăng dần. Trong cơn co giật, bệnh nhân có thể bị cắn lưỡi, nghiến răng chặt, mắt giãn ngược, tiểu dầm, sùi bọt mép. Cơn co giật thì tăng dần lên, sau đó thì nó giảm dần xuống và ngưng hẳn. Các cơ mềm ra, động tử thì hơi giãn, hơi thở sâu và đi vào trạng thái mất ý thức. Thường mất ý thức kéo dài khoảng 60 giây, sau đó bệnh nhân dần dần tỉnh lại, nhưng ngơ ngác, mơ hồ, lú lẫn, rồi chuyển sang trạng thái ngủ sâu. Toàn bộ cơn co cứng, co giật kéo dài khoảng 2 đến 3 phút, ít khi nào cơn kéo dài hơn 5 phút. Nếu cơn kéo dài hơn 5 phút thì được gọi là trạng thái động kinh. Trạng thái động kinh này rất là nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh do co cứng, co giật liên tục và cơn này nói tiếp với cơn kia, cần được điều trị tích cực bằng nội khoa để mà cắt cơn đi. Chẩn đoán bệnh động kinh thì như thế nào? Đầu tiên á, thì chúng ta phải hỏi nhân chứng hoặc là người thân chứng kiến cái cơn động kinh đó. Do khi động kinh xảy ra thì bệnh nhân hoàn toàn mất hết ý thức và không thể nào diễn tả lại những cái triệu chứng đã xảy ra. Cho nên yếu tố nhân chứng hay là người nhà rất là quan trọng để cho người thầy thuốc chẩn đoán được có phải là bệnh động kinh hay không và cái thể động kinh là thể gì để mà có hướng xử trí cho thích hợp. Thứ hai là sẽ đo cái điện não đồ cho bệnh nhân, mắc những cái điện cực ở các vùng ở trên não và đo những cái sóng điện não ở các vùng để ghi nhận những cái tổn thương não ở vùng nào đó khi mà nó phóng điện ra. Qua đó, người thầy thuốc sẽ biết được cái vùng nào của não bị tổn thương và phân loại thể của tổn thương như thế nào. Cơn lớn, cơn nhỏ, vắng ý thức hay không vắng ý thức. Ngoài ra có thể dùng những cái chẩn đoán hình ảnh như là chụp các lớp vi tính CT scan, chụp cộng hưởng từ MRI, chụp các lớp phát xạ PET, vân vân. Mục đích là để xem bệnh động kinh này là do cái nguyên nhân đâu, có thể phát hiện được một cái tai biến mạch máu não, một cái dị dạng mạch máu não, một u não hay là một ký sinh trùng ở não, vân vân. Tóm lại, bệnh động kinh là một bệnh thường hay xảy ra ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới, xảy ra ở mọi lứa tuổi do rối loạn hệ thần kinh của não có tính chất đột ngột, tự thoái lui, kéo dài trong khoảng vài giây cho đến vài phút, có tính chất tái phát, lặp đi lặp lại, biểu hiện bằng những cơn co cứng, co giật, rối loạn về ý thức, thay đổi về hành vi, biểu hiện lâm sàng bằng nhiều thể. Qua đó người thầy thuốc có thể chẩn đoán được các thể lâm sàng bệnh động kinh để mà cho thuốc hoặc là có những cái phương pháp điều trị cho thích hợp sẽ được đề cập ở video sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy video hay, hãy chia sẻ
cho nhiều người cùng biết. Và đặc biệt là nếu có thắc mắc gì hãy comment bên dưới video và đăng ký là subscribe kênh Ốc Tế Tiên của mình để được xem những video tiếp theo.